Hello, tiệm máy Tư và Hảo Tân Hưng Long An xin chào quán chị em nha. Thì hôm nay tiệm máy em có về được một động cơ máy dầu quá chị em. Máy dầu con này F9 ha. F9C E. Động cơ này rất cọp quá chị em ha. Rất là cọp. Em này là 9HP tua 1008 nha. Quá đỉnh luôn quá anh em ơi. Hết sức lâu mình mới mua được con F9 này mà nó cọp thế này ha. Mặt nạ thì nó có bị chốc về chỗ quá anh em. Lắp lắp cũng là cái một vài chỗ không nhiều quá em ha. Bình dầu cũng không nhiều lắm, chung là máy rất cọp. F9 này rất là hiếm quá em ha, rất hiếm tìm được ra một con máy đẹp quá em ha. Con này quá cọp luôn, xuất sắc. Số máy xe 80837 của anh em. F9 0.744 0.744 lít nha. 74,4 lít. F9 này nó rất là bền quá chị em. Nó được nuôi nhớt cò. Ha, cho nên rất là bền. Thời gian vừa qua nhiều anh em cô bác hay hỏi F9 đó. Mà mua ít có gặp mấy con máy cọp quá chị em, hôm nay không có mua ha. Hôm nay con này quá cọp luôn. Cô bác anh chị em lớn tuổi á hay phái cái dòng máy ép nè, thì nếu mà xem được video này thì cô bác anh chị em ủng hộ cho em cái động cơ F9 này ha, xuất sắc. Giá của em này hơn 10 triệu quá chị em, hơn 10 triệu. Máy thì em bao nguyên zin nha, không có tháo mở gì bất cứ chỗ nào. Bây giờ em quay máy cho quán chim nghe nha. Quay máy đi thợ. Quá chuẩn, cực kỳ luôn quá nha, xuất sắc luôn. Con này phải nói cọp rồi, lên giao chúc em. Máy này cô bác anh chị em có mua thì em kiếm cho cô bác anh chị em có tay quay zin nha. Hiện tại thì em mua máy về nó không có tay quay zin, nhưng mà khi cô bác anh chị em mua thì em sẽ kiếm cho máy cô bác anh chị em thì em cái tay quay zin nha. Máy quá chuẩn nha. Thank you.
động cơ F9 của bạn chị em. Xuất sắc nha. Trên 90%. Giá của em này hơn 10 triệu quá chị em nha. Các bác chị em nào có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ cho em cái động cơ này nha. Đó. Rồi, video này em xin cảm ơn các bác chị em đã vào xem video của em và cũng như mua ủng hộ máy bên em. Em rất là cảm ơn. Thì trong quá trình giao dịch mua bán hoặc là trong quá trình review máy có cái gì sai sót thì mong các bác chị em bỏ qua. Em rất là mang ơn nha. Giờ em xin chào. Xin hẹn lại các bác chị em video tiếp theo nha.